Vâng, em Hiếu xin mến chào toàn thể bác nhá. Và trong video clip ngày nay tiếp tục này là những clip mà em Hiếu Minh thâu lại một số cái sản phẩm của khách hàng. Thì đợt này cũng nhiều ghê các bạn. Thì loa đây 100% loa thâu của khách hàng này. Khách hàng những đồ loa hàng lướt này, những con đẩy này. Đẩy 4 kênh này, đẩy 2 kênh, đẩy 2 kênh, đẩy 2 kênh. Đấy. Nói chung là ngon bổ rẻ cho những bạn đam mê. Thì trong chỗ này thì cũng có 1-2 con bị lỗi nhẹ tí thì em bán thẳng luôn cho các bác anh em thợ về tự xử lý nhá. Thì thời lượng dưới thì bây giờ từ đến Tết là cận kề lắm rồi. Còn có 2 tháng nữa Tết nhưng mà bản thân đơn vị em ấy là lúc nào cũng căng mình. Căng mình lượng đơn đóng hàng đi, bản thân cái hàng mà nhà em về hàng, cái hàng loa bãi nhà em về hàng ấy là đáng nhẽ phải có những cuối lô thường có 1-2 đôi thanh lý, em chưa thanh lý kịp được. Vì việc có nhiều làm không xuể được. Thì hôm nay là cái hàng mà em tích được vài hôm ở tại kho của mình thì ngày mai ở cửa hàng chuyển về tiếp thì em sẽ quay, cố gắng quay nhất có thể. Thì hôm nay nhiều cái đôi loa mà em nghĩ là cực kỳ hợp gu cho những bạn đam mê ngày hôm nay. Thì mua sắm thì liên hệ em nhá. Em quay clip thì nó hơi nhanh một tí. Sẽ quay hơi nhanh đấy nhá. Nên những bạn mua hàng em nói cũng hơi nhanh nên mua hàng thì tua lại video hoặc là dừng lại video xem và chốt hàng đúng nhá. Thì chốt hàng các bác cố gắng là gọi điện cho em, đừng nhắn tin vì nhắn tin em trả lời không kịp đâu, bác mong bác thông cảm. Vừa phải nghe những người hàng thanh lý, vừa phải nghe những cái đơn chốt bình thường, vừa phải nghe ở các cái kênh, ở những cái bên nhà em 4 cơ sở, vừa cả như bát chép rời các bác cũng gọi nhiều mùa này ấy. Nên là em gọi những bác cố gắng mà chốt được đơn luôn thì cố gắng nhắn gọi điện cho em là chắc chắn nhất các bác nhá. Thì gọi trên tấm biển bên Hiếu Minh, gọi trên cơ sở 1 xem vào trong kia còn tấm biển không. Nếu còn tấm biển thì gọi trên cái chiếu cho anh. Đây anh em tập trung vào đây để đỡ anh đến đây. Đầu tiên có âm ly bãi nhá, 506 này. Đây con thằng bãi thôi nhá. Xay xay ra anh. Nhưng vào đây, đang quay thì đi hút thuốc. Nè. Tập trung vào anh, một người bắt ốc vào dần. Em quay hơi nhanh, lỗi ghi rõ rồi này. Con này thì không bị lỗi, lấy thợ lấy về mà làm chứ. Các bác khách lẻ thì đừng lấy con này nhá. Con này em bán cho thợ. Con này thì tại sao nó rẻ đây? Một phần là nó cũng em thấy là bị sửa mất một điểm rồi. Đây là à, không phải, đây này không phải. Đúng hả? À, con này còn zin à. Điểm cáp mà vẫn zin này, nhưng mà điểm câu này em thấy điểm câu này. Em bị sửa theo bác chủ nói là bị sửa trên áp, thay trên áp này. Đấy đúng rồi, sửa trên áp. Đấy, nghĩa là con này đã bị sửa nhưng sửa nhẹ thôi. Nên bác sửa lâu rồi, chứ phải mới sửa lâu rồi. Thì này, câu thay chân trên áp này, lười nghe thợ này, thợ là thợ lười, họ không làm, không thay linh kiện đấy, không thay chân IC họ đấy. Câu kiểu này. Thì em cứ để nguyên vậy nhá. Thay mất 2 chân trên áp rồi. Đây con em đi ra vua bãi nha bác nhá. 2 chân, 3 chân trên áp này. Thì mất 3 chân trên áp, nói chung là thay chân áp mấy điểm điện, 4-5 điểm chân trên áp nhá. Vì chân áp nó xẹt nên chắc bác thay thôi. Con em đi ra vua 5.6 xịn luôn nhá, đây con xịn luôn nhá. Con này thì anh em đam mê về 5.6 thì có biết rồi, 5.6 thì nó sẽ có 2 đời đấy. Một đời ấy, nó sẽ là đời gọi là Jaguar 5.6L. Một đời nó là Jaguar 5.6 thường. Nghĩa con này nếu mà mua bãi mà thông thường hoạt động bình thường thì giá nó đâu đó khoảng 7 triệu 8 triệu. Thì con này đang bị lỗi nhẹ tí thì anh em về tự xử lý, anh em thợ nhá. Bán anh em thợ, em không bán cái này con này đâu. Vì anh em thợ mua bên em là rất quan điểm với em rất rõ ràng. Và đời 1999 nhá, anh em về xử lý đi nào, có công đấy. PA 5.6L. Đấy. Còn khá đẹp, con này thì trong tình trạng đạt, nếu mà tờ vệ sinh trước đi thì đạt được khoảng độ là 85%. 80-85%. Về những cái vỉ này, về chịu khó đánh nó đi nhá. Xay anh phần sau nào. Nghiêng lên. Nghiêng lên. Chung là khá đẹp các nhá, đạt được khoảng 80-85%. Rồi ok. Thay mất, em nhìn đây thấy thay mất khoảng độ 3-4 chân trên áp rồi. Còn những chân áp cũ nó zin thì vẫn đây này. Đấy, ok chưa? Rồi, chân trên áp này thay này. Thay chân rồi, chân là chân thay rồi. Thì khả năng hỏng cái chân đấy nên là ở đây thấy câu điểm này. Em mắt thấy tai nghe là em nhìn được nhá, bác nhá. Ok, mới cả đóng bị lỗi. Chú ra lấy quản lý nguồn cháu, rồi xay đi. Xay nhanh lên nào, ông này không quen nào lúng túng nhỉ. Đặt cái nắp lên cho anh. Đây con này nó bị lỗi nhẹ nên em phải quay kỹ tí. Những con mà bình thường là chỉ đọc giá là xong thôi. Chất áp sột soạt. Thay mấy núm volume rồi nhá.
ghi rất rõ lỗi luôn nhé, hai củ. Đấy, anh em thợ thuyền lấy thì liên hệ em. Xong, bỏ ra đi. Cho ta một người ra một cái phụ mà bắt vào ốc vào cho anh đi. Tiếp theo con này đi, để đấy một người đấy. Đây, bé ơi. Tiếp theo em sẽ quay hơi nhanh. Tiếp theo là con Mi Cordo Sua UGX21, lật lên, lật nghiêng lên cho anh nhanh lên. Con này thì zin xịn, à zin nhá, quên lại nó xịn. Zin nhá, hoạt động bình thường, ngon nghẻ nhá, UG21. Tay đẹp như mới nhá. Vì cái bộ này tay đẹp như mới luôn. 7 củ, à quên, 700.000. Ở hàng này hàng mua nhà Hiếu Minh nữa chứ. Hàng mua nhà em thì khỏi phải nghĩ rồi, hàng chuẩn loại 1 rồi nhá. 700k các bác nhá. 700k hoạt động bình thường mà em không hiểu sao bác lại giữ được đẹp thế này. Tay đẹp như mới luôn. À, 700.000 bộ này, xong. Tiếp theo đi. Bỏ dịch ở đấy trong đây. Rồi. Cất cái đấy đi, cất vào trong thôi, không phải mất gì đâu. Tiếp theo là con vang chính hãng Zika Auto. Con này thì bác chủ bác mua bên HD Auto này. Hàng vẫn nguyên tem nhá. Giữ nguyên này, giữ chưa? Vẫn còn nguyên tem nhá. Chính hãng luôn. Cổng quang này, cái Bluetooth à. Cái Bluetooth này thì khách gửi cho em thì lại mất cái nhựa đây. Nói chung vẫn bắt được Bluetooth nhá. Đấy vậy. Con này thì mới rất là đắt đấy bác nhá. Con này mới đang bán 8 triệu rưỡi, 9 triệu này. Con này chính là con AP 9800. Con này với con AP 9800 nó là một. Thì con này Zika Auto X8000, quay bán đồng mới là 8 triệu rưỡi. Kém thâu này bác chủ là 3 củ 3 triệu bác nhá. 3 triệu này bán tính ra với bác chỉ đủ tiền mua một con vang cơ thôi. Và đây con vang số cao cấp nhá. Ok, xong rồi. Nguyên tem luôn nhá. Tiếp theo mình bãi. Bãi ơ vỉ tím. Đẹp xuất sắc luôn. Ôi thì đẹp. Tay đâu, rút tay ra nhìn nghe. Đẹp xuất sắc nhá. Bộ này thì chùa bác chủ mua nhà đơn vị khác. Em thâu lại nhưng đẹp xuất sắc. Zin luôn, xoáy cái tay ra. Vẫn chiếc này thì nó bị gãy một bên lẫy này. Cái ghi rõ rất rõ này. Xoáy nhanh lên. Nguyên lẫy đẹp nhá. Bộ này nước này ok lắm này. Em bình thường em bán bộ này là 1.9 triệu. Các đơn vị khác toàn 2.3 triệu, 2.4 triệu. Thì bác mua hàng lướt này, xoáy đi ạ. Mua hàng lướt này thì giá là để gãy một đúng một bên lẫy thôi nhá. Một bên nguyên. Nói chung vẫn chặt chẽ, đẹp đẽ, bình thường, zin xịn. Xoáy củ ra thế nào. Đấy. Củ quân lụa nhá, nhá. Quân lụa này. Đấy. 1.550.000 đồng. 1.550.000 đồng, các bác nghe rõ không ạ? Đấy. Em hôm nay quay sẽ nhanh một tí. Bay ở vị tím không nhá. Đấy, BSK7. Vợ đời 2015. Nói chung hình thức còn đẹp. Bộ bãi con chỉ được như này thôi, đây là bộ đẹp rồi. 1.550.000 đồng. Tiếp theo bỏ đống vang ra đây. Đấy trùng vang, hôm nay nhiều vang ghê ấy. Toàn vang cao cờ, vang chất thôi. Hôm nay bác mua vang là, bác nào mà gu hôm nay mua vang thì tuyệt vời đấy. Toàn thâu con chất thôi. Điều khiển đâu, có điều khiển hôm nay này. Đấy. Rồi, bỏ ngoài rồi. Đấy đấy. 1.7 triệu em này nhá, các bác nhanh tay này, lâu lắm mới thâu con vang này đấy. Điều khiển theo này, lật nghiêng lên. Con vang GD Utin KM320. Con này đang bán mới là 3 củ. 3 triệu, 3 triệu 2, 3 triệu rưỡi, tùy nơi bán. Thấp nhất cũng phải 3 triệu. Nếu mua con này hàng lướt này. Hàng mua nhà em nhá, nguyên tem luôn nhá. Hàng mua nhà Hiếu Minh em nhập lại thôi. 1.7 triệu. Các bác nhá, hàng còn rất đẹp, điều khiển đây ạ. Cho cái đĩa cam hôm nay quay làm sao tay nó cũng xấu. À đây, rồi anh em tưởng là tay đây, quay cái tốc độ khác nhau. 1.7 triệu bác nhá. Tiếp theo nữa là một con Gutin nữa, con này thì 1.6 triệu. Con này Gutin, con này thì không có điều khiển. Con Gutin chính hãng, nhưng hôm nay được hai con Gutin chính hãng các bạn. Gutin KM5FX, những con vang này thì chơi thì hay lắm. Đây này, con vang chính hãng thì nhìn vào nguồn này. Nhìn vào cái chip IC xử lý nó này. Hàng chính hãng các nhá. Đấy, nhìn là biết rồi. Đây. Quay vào bác luôn. Đấy, hàng đây là con hàng xịn nhá. Đây con gụa là con hàng xịn đấy, xịn tiếng hay lắm. Nhiều khi nói hơi quá, những con vang Gutin này nó hay hơn vang số để rẻ mà bác mua mới tầm
3,5 triệu 4 triệu ý, nhiều khi không hay bằng con Putin đâu, thật sự luôn. Nhưng vì bây giờ cái dòng Putin này nó không sản xuất nữa mà cũng chả nhập được về nữa, nên đành phải chịu thôi. Đây thì hôm nay thuộc hai em 1,6 triệu một chiếc. Con này em phải mở ruột vì là cái con 320 kia thì nhìn là biết rồi, hàng nhà em rồi. Còn cái con này thì nhà khác nên em phải mở ruột em xem đúng chuẩn hàng chính hãng luôn nhá. 1,6 triệu, ok. Tiếp theo nữa, con Vanker Jaguar chính hãng nhập khẩu của Atex, Jaguar FX77. Con này thì Echo, nhưng Echo cũng mượt mà, bờ tốt cổng quang đầy đủ, nói chung đầy đủ điện nước cho các bác luôn, hàng đầy đủ điện nước nhá. Giá 650.000 con này đầy đủ điện nước luôn, bờ tốt cổng quang USB đầy đủ, ok. Tiếp theo là con Vanker Lex, nhưng đây là hàng chính hãng nhá. Đợt mấy hôm nay thâu toàn con hàng chính hãng ngon ghê. Hàng chính hãng bác nhìn vào đâu, nhìn vào bốn cái ốc này này, hàng nhái nó chỉ bắt có 2-3 ốc này thôi. Hàng chính hãng bốn cái ốc bắt nguồn nó này, không lệch vào đâu được, không lệch một cử chỉ nào luôn. Thì con này thì mua mới đang mở bán 2 triệu, thì mình bán là 1 triệu nhá, nhập lại 1 triệu. Vì con này thuộc dạng hàng lướt, vì đây từ các mấu này của nó này, từ tất cả cái trục của nó vẫn nguyên đấy bác nhá, mỗi thiếu hộp xốp thôi, vàng như mới luôn nha, nguyên đai nguyên tem. À lại mua nhà em nữa chứ, em không để ý. Đây mua nhà Hiếu Minh đưa đâu đấy, bác chủ vang lưng lên con vang số 1 triệu nhá. Con vang này nhá, con này thì tiếng rất là hay luôn, vang lết kìa, chính hãng thì nghe tiếng tuyệt vời khỏi nghĩ rồi, ok. Tiếp theo con vang nữa này, tiếp theo một con QSV hàng chính hãng nhập khẩu. Con này thì đồ gọi siêu lướt rồi, bác chủ với theo như bác kể là rồi mới mua được có khoảng 1 tuần, thì em nghĩ là cũng vậy, tại vì là nó còn nguyên hộp hiếc mới tinh đình đình luôn. Đây từ điều khiển này và que chỉnh này, bluetooth này, con này bluetooth cổng quang USB đầy đủ luôn, màn hình led lớn này, ok chưa, vàng nguyên đai nguyên tem nhá, nguyên đai nguyên tem nhá. Có thể em check đang bán mới nào giờ 2 triệu rưỡi thì em thâu lại bán nhập lại mức giá 1,3 triệu nhé. Con hàng siêu lướt luôn, bởi tốt cổng quang USB revert đầy đủ nhá, con này có là revert luôn bác nhá, ok ạ. Rồi cho ra đi. Tiếp theo là con vang này, con vang nhà Hiếu Minh bán cho cái hàng thâu lại, vang chủ ra này, con vang DB Altic vang số ạ, vang số DB Altic có hiệu DX6000 vang số nhá, con này chịu chip rất mạnh, 21571 áo quyền 21489. Con này có cổng quang không, xem sau nè, wow, con này không thiết kế không có cổng quang đấy, chuẩn chính hãng nhá của DB Altic. Con này con nhà em luôn có nhá, nguyên hộp nguyên đai nguyên tem này, ok chưa. Đâu vào giá đâu, giá 2,2 triệu các bác nhá, bán đúng bằng con Vanker luôn. Điều khiển ạ, nguồn nhấc lên xem có gì nữa không, hết, ok. Xong con vang DB DX6000 con vang số cao cấp. Tiếp theo nữa là con vang cơ lai số DB KM330 Pro, hàng lướt nhá. Con này thì mua đơn vị nào đây, con này hàng chính hãng DB nhưng mà không dán tem nhà bán nên em không biết là đơn vị nào. Con này hàng lướt này, nguyên hộp này, nguyên đai này, nguyên hộp này, đây bút hơi bụi tí thôi, bụi nhẹ thôi, tí nữa em vệ sinh cho anh em. Giá 1,650.000 đồng, 1,650.000 đồng con DB KM30 Pro vang cơ lai số điều khiển bluetooth cổng quang USB revert đầy đủ ạ, bỏ ra xong cho lốt chỗ kia mấy con kia phải hết đồ nhỏ trước. Và loa, sau loa sẽ đến đẩy. Tiếp theo là chiếc micro là nhà em luôn, em bán cho khách này. Trước đây bán bộ này là 2,4 triệu và em nhập lại của bác ý là 650.000 nhá bác nhá, hàng vẫn nguyên tem luôn, hoạt động bình thường, chơi bao năm rồi nhưng mà tay nó hơi cũ tí, 650.000 thôi, của Mixua URX bác nhá, URX. Tay về bác dán đề can rồi, 650.000 thôi.
Bộ này các em sự kiện xô nhỏ được nhá, thoải mái quá nhá. Sự kiện xô nhỏ thoải mái luôn. Các bác nhá. Đấy. Sự kiện xô nhỏ thoải mái luôn nhá. 650.000. Bộ này đầy đủ phụ kiện luôn, nguồn nguyên zin nó này. Đủ bộ luôn nhá. Tí bỏ dây này ra, dây tuần dây của vang đấy. 650k bộ này các bác nhá. Rồi bỏ ra đi. Để bạn bé để lên cho anh. Tiếp theo là bộ micro da cá, tiếp theo 1.400.000 đồng. Bayer da cá, bộ này bộ dùng rồi. Một tay nó hơi bạc lên tí. Hơi bạc tay tí nhưng không bị trước, không bị xấu gì cả mà kiểu nó chắc để nhiều ngoài trời bạc tay tí. Da cá thì nó không chống xước rồi. Bộ này bao zin bao xịn luôn nhá. Mà nhất là Bayer bị tím. Ok. Đấy. Mời ạ. Bài ơi, cầm tay. Đầy đủ phụ kiện bác nhá. Đầy đủ phụ kiện ạ. 1.4 triệu bộ này. Bài ơi, vì tím. Đầu trắng bác nhá. Đầu thiết kế đầu trắng. 1.400.000 đồng bộ này. Ok. Tiếp theo là con vang cơ cao cấp Esentech 999G Pro. Con này thì trước bác chủ mua 4 triệu hay 4 triệu rưỡi con này. Mua ở đơn vị ở Hải Dương. Con này thì em thật sự các bác dùng con này là em thấy là tỷ lệ hay bị là sệt. Cái chiếc áp đây nó sẽ hơi là sệt nhẹ tí thôi nhá. Hơi là sệt chiếc áp nhẹ một tí. Đấy, con này thì hay bị lỗi đấy, kiểu chiếc áp. Chiếc áp thôi, nhưng nó hơi là sệt nhẹ tí thôi. Đang hoạt động bình thường ngon nghẻ nhá. Zin nhá, 1.1 triệu. 1.1 triệu nhá. Con này revert với tút cổng quang. Vang này thì chiếc mua mới là hơn 1 triệu bác check các biết. Esentech 999G vừa đồ. Rồi, đặt xem xong này. Con này này, có cổng quang này. Đấy bác nhá, cổng quang đầy đủ. Ok. Tiếp theo, đây là một con quản lý nguồn mới tinh. Quản lý nguồn mới nhưng mà em phải mở một con ra để review. Nên em mở tạm một con để review cho bác thôi. Còn đây là, còn bán cho bác hàng mới tinh nhá. À, trong clip hầu như trong các clip em sẽ có clip gọi là xả sản phẩm, thì có một số thiết bị em sản xả gần như không lợi nhuận, không nhá, gần như không lợi nhuận. Thì đồ model này thì là model chiến lược bên em và bán gần như không lợi nhuận. Với mức giá này các bác mua không đơn vị nào bán được cho bác mức giá này cả, em khẳng định luôn tại trường Việt Nam mình. Với con cái ruột như thế này, với con quản lý nguồn cái ruột như này, không có đơn vị nào luôn, em vô địch về giá luôn. Mẫu quản lý nguồn trước mắt các bác là mẫu quản lý nguồn chính hãng của MB nhập khẩu, thiết kế 3 tầng lọc. Sử dụng cho những bộ dàn sự kiện, phòng hát, gia đình, chuyên nghiệp. Đấy. Có automat ạ. Phím mềm tất bật ạ. Màn hình nét lớn. Có 10 cổng, 2 cổng trước có lấy chống giật là đi trực tiếp bác nhá. Có lấy chống giật đấy ạ. Ở dòng này em quay quá nhiều rồi. Nó sử dụng một cục lọc của Mexico. Và 2 tầng lọc, 1 tầng lọc cộng cảm và 2 tụ lọc xoay phần sau ạ. Đối với các bác mua quản lý nguồn này nhá, không phải cọc cạch gì cả, hàng giao tận nơi, nhận hàng, mở lắp ra, xem kiểm tra mới phải thanh toán. 8 cổng phía sau đây ạ. Đây em mở thì em phải bóc tem này. Em bán cho bác hàng nguyên tem, nguyên đai luôn, mới tinh luôn. Đây cái con em phải lúc nào em phải chuẩn bị sẵn một con để em mở ruột để review anh em, để anh em biết được cái hàng chất lượng nào. Tại sao lại có sản phẩm chiến lược này? Vì nếu mình muốn là cái sự lan tỏa cái thương hiệu của em đến toàn thể khách hàng trên mọi miền Tổ quốc và sự lan tỏa của em với sản phẩm của Hiếu Minh Auto. Chính vì vậy em sẽ có một vài sản phẩm để em bán chiến lược để bán gần như các bác là không lợi nhuận, để sau này các bác nhớ đến em, mua được rồi quay lại ủng hộ em tiếp, chỉ đơn giản thế thôi, không phải giải thích nhiều. 1.550.000 đồng trong clip này, bao ship trong chỉ riêng trong clip này nữa các bác xem hàng nhá, các bác mua hàng chỉ trong clip này bao ship, là bình thường em không bao ship đâu. 1.550.000 đồng bao ship giá sập sàn Việt Nam luôn. Ok. Tiếp theo nữa là chiếc vang mới tinh, cũng là sản phẩm chiến lược bên Hiếu Minh Auto. Chiếc vang này mới về nhưng em muốn bán xả để tri ân đến dàn để các bác. Hôm nay các bác nào ghép được bộ dàn này, đẩy này, vang này, loa này thì có thể liên hệ em. Thì trước mắt các bác đây con vang chính hãng PS được bảo hành 2 năm, PS RX 300. Mức giá là 1.400.000 đồng các bác nhá. 1.400.000 đồng. PS RX 300. Con này tích hợp Bluetooth, cổng quang, Echo, Revert. Đấy.
hệ văng cơ lai số anh nhá. Nhưng tất nhiên là tìm river con này thì nó nhẹ thôi, nó có pha ít thôi, nó nhẹ thôi, nhưng đa số cái tiếng echo nó rất là mượt mà dễ hát, tầm tiền. Nói chung tầm tiền thì không có đối thủ luôn, 1.400.000 đồng RX 300. Đấy, giá cực tốt cho bác đây. À, có vít để chỉ chỉnh dâu anten để bác bắt bluetooth này, cực kỳ tiện lợi, phi xô sự kiện. Đấy, và các bác có những xô nhỏ nhỏ đánh con vang này tuyệt vời. Ok, xong. Vừa đến thiết bị to nhá các bác nhá. Đây, thiết bị to nhiều ghê đấy. Quay thế mà nói liên tục thế mà đã hai mấy phút rồi bác ơi. Em sẽ quay hơi nhanh tí. Tiếp theo là đôi loa. Đôi loa trợ lời B3X8i. Đôi này bác mua thị trường thường là mức giá là 3.5 triệu, 4 triệu. Đôi này em thâu lại khách hàng. Hàng này bác chủ mua nhà em nhá. Đôi này bác chủ mua nhà em thâu lại đấy. Thì nói đến cái hàng bên em thì em tự tin luôn, zin dead. Được nhá. Vì thâu được một đôi, giá êm, bán luôn cho nhanh gọn, sạch sẽ luôn. 2 triệu 200 ngàn đồng B3X8i xoay anh ở đây. Con một con có logo à? Một con không à? Được căng thẳng dụng à? Nói chung không có logo. Không có logo. B3X8i nhá. Con nó bị dụng vẫn logo ạ. Có thể là bán gì đấy. Vì thường người bác mua những dòng này nó không có logo đâu. Không có logo đâu. Những dòng này thường nó không trơn, nó không có logo đâu. Đây là ăn may một đời nó một con nó có logo đâu. Còn bình thường không có logo đâu. X8i nhá. Bán đúng bằng kiểu dã bắt chép ra luôn. Và bác đi một cặp phân tần thôi. Cặp phân tần này thôi nó đã khoảng 1 triệu rồi. Em không nói đến bắt chép luôn. 2.2 triệu nhá. Nhắc một chiếc lên nào, như đằng sau nào. Như đằng sau này. Đây trong mời ông bắt bát vào đi. Như là theo đầu bát này. Đấy. X8i B3 thiết kế thùng trắng. Ok. Xong. Có quả súp này, quả súp nhà em nhé. Quả này thì là do hàng hoàn. Một bác khách ở trong miền trong bác đặt. Nhưng mà vì bác ý công việc gia đình, bác ý quen luôn công việc gia đình nên là bác bị hoàn mất quả này của em. Thì quả này hôm trước em bán là bao nhiêu nhỉ? 2.3 triệu. Thì nay bác mua là em bớt cho bác thêm 300.000 2 triệu. Có đúng quả không? Bao nhiêu bác hỏi, chả có hàng bán, xay lên. Nhưng mà thôi, nó một quả không bỏ quay. Cho vào những thứ bán rẻ đi một tí. Quả DH nhé, thuyền của Mỹ nhé. À quên, HD nhá. Nghiêng nó ra cái nào, nhấc cái bát lên. Ủa, vẫn phải quay cái này review rồi nhưng vẫn phải quay lại cho bác xem. Đây bác nhìn này. Cái này đánh tiếng hay lắm, bao phê luôn. Đấy, phân tần này. Rút dây ra, ok em. Quay từ 19-200 ấy. Nghiêng lên. 2 triệu nha, em bớt thêm 300, 2 triệu. Quả nhà em bị hoàn hàng thôi. Quả từ phải 200 nhỉ. Hôm trước đo là 200 hay sao. Nghiêng ở đây. Đây. HD SVK 1075 190S. Đấy, nó chở 8 ôm, bỏ ra. Quả này vì em review rồi, hôm trước về mấy chục quả bán hết rồi. Đây là quay lại thôi, bán thanh lý không bác. Đây, hàng gửi đi về. Nào. Con này này con mà người ta treo làm gọi là mít lao ở trong phòng hát ấy. Treo lên nó có dây đi xích sắt này. Rồi ti treo này. Đấy. Nghiêng lên. Đây này, nghiêng chiều theo chiều nó này, em phải nhìn theo chiều này này. Đấy. Wow. Bác nhìn quả bát 25. Chất như nó cất chưa? Dạ. 400W. Đấy. Alo chở 8 ohm, chịu đựng lên đến 800W, giải lên đến 126 dB. Đấy, dây kẹp này. Ok, xong. 2 triệu bác nhá. 2 triệu. Tiếp theo là đôi loa phên đẹp mướt chỉ luôn. Đây bác này, bác nhìn cho em quả phân tần này thôi là dính tay. Đây bác nhìn quả phân tần này thôi đã nhìn cái độ dày nó dày đi này. 2 phân tần nhá. Đây bác nhìn quả loa bác 25 ở 2 phân tần. Hai phân tần mà em đang bán cái phân tần bã, phân tần để nắp vào array nhà Hiếu Minh hay áp vào loa full, các bác mua rời ngoài ấy 1 triệu một cặp. Em hỏi 2 phân tần là 2 cặp phân tần này thì thành bao nhiêu?
thành 2 triệu. Trời ơi. Kế 2 phân tần gấu ghê. Căng ở đâu? Cái đôi này là nhà em bán cho khách hàng. Từ này hôm nay bác đổi lên đôi JBL 6012. Em thâu lại thôi. Đôi loài đẹp quá. Đằng trước là nó dán cái logo của cái phòng hát đó nhá. Cái phòng hát vào ấy, cái logo của phòng hát bên China kiểu để hàng thả phòng ra mà. Thì họ dán logo của cái phòng hát ấy vào. Rồi bỏ ra đi. Rất đẹp luôn, cả căng đẹp, nói chung là đôi này thì đẹp tuyệt đối rồi. Không có một cái gì phải chê ở đôi này. Từ cái bát phên rồi từ chép phên. Chép sử dụng chép phên bánh răng. Các bác nhìn rồi, được chép. Chép phên bánh răng. Đấy. Từ bát ạ. Quả bát này. Đây. Hàn bấm khuyên nhá, hàn bấm khuyên này. Keo này. Zin nét luôn nhá. Tại hàng nhà em rồi. Các bác tại sao, các bác để ý tại sao Hiếu Minh lại có chính sách đổi cao không? Vì hàng bên em đã bán rất rõ ràng. Có hàng thế nào bán thế đấy. Bán xong các bác còn dùng chán chê, em thâu lại phát là chuyển báo đọc tên nhà em, hàng nhà khác thì em phải kiểm tra kỹ, hàng nhà em chỉ đọc cái em trừ tiền phát là xong. Trừ tiền hao là xong chứ không phải kiểm tra nhiều. Bình thường các mua đơn vị khác là em phải kiểm tra kỹ càng hơn, cực kỳ khắt khao. Tại vì hàng bên không biết hàng hóa thế nào, nhưng hàng bên em đã bán ra là hàng zin tuyệt đối, là bán xong cái là sau này anh em nâng cấp cái chỉ đọc phát là mua nhà em cái, đọc check số điện thoại đúng mua đôi loa là cái trừ phát tiền là xong. Thì đây zin đét luôn nhá. 4.200.000 đồng đôi này các nhá. Giá cực tốt trong đôi loa phên. 4.200.000 đồng, xoay phần đầu sau cái nhấc nghiêng lên. Nhấc lên. Sao chia nhiều kiện nhỏ cái ra vào bến lại lấy tiền đắt không? Phải mặc cả nhá, vào bến mặc cả nhá. Tính kia kiện tính mỗi cục nhỏ 10.000 chết anh. Chỗ đấy là 10.000. Đấy. Đây bác chủ là còn bắt cái ốc này. Ui, bắt ốc này. Đấy. Bắt ốc vào để lần trước là em bán cho bác ý là kiểu cái ốc này này là bị thiếu, kiểu tháo phòng là thiếu thì bác bắt vào đây để cho nó đỡ hở. Đấy, rất cẩn thận luôn. Nói chung bác tủ chủ này bác rất là kỹ tính. Nói chung là kỹ tính. Đấy. Kỹ tính là rất cẩn thận. Đấy. Bác ở trên Quảng Linh. Quảng Linh gửi lên xem. Hôm nay đổi luôn cho bác rồi. Tiếp theo là đến đây. Đến đây em đẩy này. Đây, con đẩy LA nhá các bác nhá, con đẩy LA. Với công suất là 800W một kênh. LA Rufen, đây là đẩy loại 1 sản xuất China. Con này con nhà em luôn, em thâu ở trang chủ ấy. LA Rufen LA 800 đây là hàng loại 1 China nhá. Nguồn đồng 32 sò, 2.200.000 đồng. Để cái nắp lên đây. Cho ông Thái ông làm việc. Đây 2.200.000 đồng nhá. Đây em nhập 2.1 này. Em gạch cộng thêm 100.000, thành 2.2. Zin hoạt động bình thường, 800W một kênh nhá. Đây quay giữ vào đây này, bé này. Để đấy 2.200.000 đồng, 32 đèn, chèo sò ly rồi tiếng rất sáng. Ok. Tiếp theo có đẩy em XP 7000, cũng thâu này của khách hàng, cũng 32 đèn. Con này em về em cũng xịt qua rồi, vệ sinh rồi. Đấy, 32 đèn. Nghiêng lên rồi anh ạ, lực cái tay anh không đủ. Con này 2.1 triệu nhá, rẻ hơn. Nghiêng này này, ngửa lên. Con này thì quá quen thuộc các bác ở đây, hàng loại 1 Trung Quốc nhá. Ở China nhá. Rồi hàng nhà em luôn, bác dùng hơn năm rồi. Đấy, tem nhà Hiếu Minh này. Yamaha XP 7000. Rồi bỏ xuống. Đặt xuống, đặt xuống. 32 đèn, 2.100.000 đồng. 2.100.000 đồng nhá. Bỏ bỏ này ra cho anh với, đánh anh đi. Tiếp theo nữa là chiếc đẩy 4 kênh Kenwood A 4.500 BC. Đấy. Con này thì trước thì cong một chỗ điểm tai nào kìa. Nghiêng lên xem nào.
và 4 kênh cho 600 watt một kênh, chẳng sao là gì. Khoảng 5-600 watt một kênh thôi nhá. Chưa rõ nhìn thấy điểm cong tay rồi nhỉ? Thấy rõ không? Được. Chắc là nát rồi à? Được. Ok ok. Con này tình trạng đẹp, gọi là thủ dạng hàng lướt không nhá. Rất mới luôn. Hàng lướt nhá, đặt lên 4.100.000 đồng. 4.100.000 đồng nhé, con để 4 kênh. Nó khoảng 5-600 watt một kênh các bác nhé. 5-600 watt một kênh. Bỏ nắp ra. 4.1 triệu nhé, con này hàng lướt này. Chạy sò là gì? 2, 4 này, 6 này, 8, 10, 40 sò. Nó khoảng 40 sò. Hệ thống quét đại đây. 2, 4, 6, 7, 7, 2, 4, 14 này. 28, 28, 56 sò. Nó chỉ diện sò, sò chở nhiều ghê. Khoảng 5-600 watt một kênh thôi nhé. Giá là 4.100.000 đồng. Anh em có nhu cầu liên hệ nhé. À đây, 600 watt. Nhìn nó nguồn, nó biết thông số nguồn này. MA4600, 600 watt một kênh thôi nhé. Các bạn chơi gia đình mà chơi con này vừa vừa tầm, thay cho đẩy 3 kênh này, vụ 2 kênh đánh mỗi kênh quả 40 này, kênh đánh quả 40 này, hoặc là một kênh đánh cặp 25, thì có đâu kênh còn lại chụp kênh đánh quả sút 50. Tuyệt vời. Rồi. Zin nhá. Đẹp. Ok. Giờ rót anh đi cốc nước cái. Cho anh ít nước. Bắt phóng ngược. Nhìn ngược, nhìn đằng sau ấy. Nhìn đằng sau bắt ngược, ngược theo theo cái hậu ấy. Đấy, em phải để như vừa xong rồi. Đây đấy. Các bạn đợi tí em uống một ít nước ạ. Đấy, quay này em cứ đứng lên ngồi xuống là nói một khoảng nửa tiếng, đứng lên ngồi xuống cảm thấy nó đầu hơi choáng choáng các bạn. Đây. Tiếp theo con đẩy bãi, con này thì bị sửa lẹ, bị sửa các nhá. Sửa nhưng mà sửa nhẹ thôi. Anh em lấy về chơi, tuyệt vời, con em thầu khách ở nhà Hiếu Minh đâu. Ok, anh em xem hết kỹ rồi. Đang hoạt động bình thường các bác lý nhá. Con đẩy này đang hoạt động bình thường, ok bình thường nhá. Chỉ là đang bị sửa thôi. Sửa mất bao nhiêu đây. Ở đây câu này. Đây nói nôm na này, đây điểm chân điểm mát này, đây. Ở đây là thợ trước là sửa là kiểu có thể bị gãy chân này. Chân này họ câu đây. Các bác nhìn chưa? Nhà câu hàn thẳng vào ấy. Đấy nhá. Nghe con này sửa rồi. Có bác chủ mua đơn vị khác, người ta bán cho hàng zin, người ta cam kết zin. Rồi lúc bác cầm đến em, bác tự tin cầm đến em, thì khi em mở ra thì nhìn thấy luôn là biết rồi đấy. Đấy nên mua hàng mà người ta dán cho tem. Được rồi. Rồi người ta dán, người ta không cho kiểm tra bên trong ấy, người ta không kiểm tra cho bên trong là thiệt thòi. Còn hàng bên em bán, riêng để bãi bên em bán ấy, là bác nhận hàng kiểm tra thoải mái, mở cả xem trong thoải mái. Đấy. Tất nhiên là có sửa những con sửa vặt thì chơi để bãi, những con vụ như thay quạt này hay thay chiết áp thì là không liên quan đến đấy, không phải liên quan là sửa đấy, gọi là chỉ là phụ kiện bên ngoài thôi. Nhưng quan trọng là cái này nó liên quan, cái sửa này nó thuộc dạng là hơi liên quan, gọi là mạch một tí, có liên quan mạch rồi nên gọi là sửa rồi nhá. Để bị sửa điểm này, nhưng mà điểm này bị như em đánh giá khách quan là cái này không liên quan công suất, thì là sửa này về các bác chơi bình thường, ngon nghe bình thường, tụ tiếp còn phẳng, mà giá nó êm lắm. Và giá rẻ hơn cả giá Hiếu Minh đi nhập. Bởi bình thường anh em đi bán con đẩy bãi mà 700 watt này nhật niên lên thì giá nó cũng tầm khoảng 3 triệu rưỡi rồi, 4 triệu rồi. Em thâu em con đang hoạt động bình thường ngon nghẻ này. Có đội sửa rồi thôi. Sửa điểm đấy rồi thôi thì bán con 1.750.000 thôi. Đấy. Vì nó đến hết cỡ của nó rồi. Con đẩy này đánh được tốt 2 cặp bắt 30 thôi nhá. 1.750.000 đồng đánh tốt 2 cặp bắt 30 đều. Em ghi rõ câu dây. Chả gì phải ngại. Thì hàng hóa kiểu nào cũng bán được thôi các bạn. Thì chơi chấp nhận là Hiếu Minh bán nói rõ tình trạng thái để cho bác mua nó sướng, an tâm, đúng đồng tiền thế thôi. Còn bây giờ thế nào chả dùng được. Giống như các bác mua xe máy, ô tô người ta sửa rồi, người ta không thật thà, mình không trung thực, người ta nói dối chẳng hạn, bảo hàng zin lắm thì hay gì đấy thì mới sợ, chứ còn người ta bảo sửa lỗi này nhẹ rồi bán cho bác giá êm thì vẫn vô tư, nó không liên quan gì nặng nề cả. Tiếp theo nữa là đôi loa B3. Nhưng B3 này các bác lại được chơi được trên driver
rất là khủng tai loi đấy. Đôi loa này thì là đôi loa bắt 25, được bác chủ là bác đam mê nhà sản xuất gỗ. Gỗ bác đam mê bác đóng hẳn nguyên một cái thùng này, nếu đi mua cái thùng này thôi thì nó phải cũng phải em nghĩ là phải đôi triệu rồi. Thật sự luôn. Bỏ nhận rút dây ra. Nghiêng ra. Thôi, rút được không? Cái dòng gỗ này nhá các bác nhá. Đây là em đang để mộc này. Các bác mua lọ sơn bóng ấy, em nhà em có lọ sơn bóng nhưng mà giá này em không thể tặng các bác thấy được. Các bác xịt một lớp sơn bóng lên thì nói chung đẹp lắm, nó bóng loáng nó đẹp, nhìn sang trọng và có căng đằng trước chứ. Đấy. Có căng trước rất đẹp luôn, cả đủ đôi luôn nhá. Thì đôi này thì em bán bằng giá xác. Giá xác là gì? Bán bằng đôi bát zin này. Bán bằng đôi hai đôi chung zin này. Bán bằng hai đôi chung zin và đôi phân tần zin thôi. Đấy phân tần của 13 luôn nhá. Bán không tính vỏ thùng luôn, bán bằng giã xác thôi, nếu giã xác ra bán được giá này đấy. Bán một cặp bát B3 này không phải được hơn triệu rồi, hơn triệu chưa cặp chép cặp phân tần các bạn, bán giã xác rồi đấy. Thì đôi này em bán là 2,5 triệu nhá, cho anh em nào để nhiếc mà hát karaoke cũng tuyệt vời, mà nghe nhạc cũng tuyệt vời, nói chung là có 2,5 triệu thôi. Súng driver là bát xịn bây giờ nó nhiều bác vào xem lại bảo nó giống như thứ là đây là đôi loa B3 xịn, nhưng người ta chế vào thùng này cho đẹp thôi. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi, em phân tích đấy cho bác hiểu. Đấy. Có đủ căng luôn, rất đẹp, thiết kế giả gỗ rất đẹp luôn. Đấy. Bác nhìn quả ống thoát hơi chưa, ống thoát hơi ngách chưa, đẹp không, không lo chuột bọ chui vào nhá. Không lo cho bọn đưa vào quả. Thắt hơi hai bên rất đẹp luôn. Đằng sau kín. Đấy, cầu kèm chế ở cầu này. Làm kiểu rất cẩn thận luôn. Rất đam mê. Nhà đúng bán nhà sản xuất gỗ khác. Đam mê. 2,5 triệu đôi này. Đấy. Tiếp theo nữa là đôi loa. Đến từ thương hiệu của Mỹ. TB. Bát 25. Lật chợ để cho anh căng lên. Súng driver là bát chép của sản xuất tại Mỹ nhá. Bát chép đôi này là sản xuất tại Mỹ luôn. Đấy. Như TB thì nó là thương hiệu của Mỹ, được lắp ráp tại China. Nói chung là nói đến thương hiệu bác biết rồi. Chỉ có những bác nào đam mê nó bãi một tí thôi là biết. Đấy. Đọc cái tên là biết thôi. Đấy. TB Auto Pro. Đấy, bây giờ thì review kỹ nhá. Tôi là thiết kế nguyên bản thùng màu trắng. Nguyên bản thùng màu trắng. Đôi này thì anh chủ gửi cho em thì nó hơi bị già, hơi bị ở đây một tí, mà bị già dập nhẹ đây một tí nhá, dập nhẹ ở đây một tí. Đấy. Thì cái này tí nữa em sẽ thêm xe gọi là giỏ keo em mài cho bác đấy. Đi cho anh với, đi cho anh với. Đôi này là em nhờ Minh nhập 3,8 triệu này, em cộng thêm 150 nữa, được 3,950 triệu. Đi vào đây, vẫn để giá 3,8 triệu nguyên nhập 3,950 triệu. Đấy, em Hiếu Minh cộng thêm 150 để đóng ấy. 3,950,000 đồng đôi này nhá. Các bác nhanh tay cơ hội. Em bán đôi bát này thôi, em bán giã xác thôi, bác nhìn đôi chép này, chép TB, chép Selection nhá. Nghiêng lên bé. Nghiêng lên xong rồi máy điện thoại không rung nữa. Xuống củ chép session cực to luôn. Cộng hưởng tiếng rất hay. Và hai củ bát TB. Đấy. Phân tần đây. Phân tần tụ của nó tần tụ hết của Mỹ này thôi này. Tụ của Mỹ nhá. M mô đen này M10B. Để rồi xe anh phần hậu sau cái. Đôi này thì hàng nhà Hiếu Minh bán cho khách hàng em thâu lại thôi, nên khỏi nghĩ về độ zin. Zin luôn. 3,950,000 đồng nhá. Em nhập vào 3,8 triệu rồi, cộng 150, tại vì bán nhiều khi nói là bán hoàn nhưng quá không biết được sự vất vả, bởi bọc xốp. Ai giả mình tiền xốp, ai giả mình một tiền băng keo, nên em thường em bán những đôi này em phải cộng thêm tầm 100,150. M10P có nhá. Công suất hoạt động là 200W, nó chở 8 ohm. Rồi, xong.
Tiếp theo là Donoa Akai. Các bác nhìn quả bát nó to như cái vành bát bên cạnh người kia. Wow. Nó to như cái vành luôn. Con này ủi từ 220 à? Đấy, từ 220, 201 rồi đấy, găng tay em hết kịch này. Bác nhìn cái vành nó biết này. Đấy. Củ chép vậy. Củ chép này. Củ chép khổng lồ. Ủa ơi, phễu găng à? Rút dây ra. Akai được thiệu của Nhật. Keng keng và đập vào đây. Đập vào đây không sợ vỡ đâu. Ôi giời, ông đập cái điên thế ông này. Đấy. Các bác chưa? Cái phễu này này. Chép kèn titan các bác nhá. Củ chép siêu to khổng lồ. Em lật củ chép kia lên. Cái củ chép session nó to đấy rồi, củ Akai nó to hơn. Các bác nhìn chưa? Nghe củ session nó to như củ bát 30 rồi, cái củ bát 25 này nó to hơn cả củ session. Đấy. Con này từ nó chắc từ khoảng 14, con này từ khoảng 12 này. Ok, đặt vào. Còn bát thì khỏi nghĩ rồi. 4.300.000 đồng đô này các nhá. Rút cái dây ra, dựng cái ba thùng lên. Đây là dây này. Cầm cho anh không rơi bát rồi, đặt vào đây. Bao dìn, bao xịn nhá. Nó bám bụi tí thôi, tí nữa vệ sinh. Bông tiêu ông được là bông thủy tinh này. Ở phân tần này, phân tần dối nhá. Thôi em xin em giật nhá vì nó zin rồi. Hàng này hàng nhà Hiếu Minh đấy. Hàng nhà em bán chủ nâng cấp lên đôi loa 30 đấy. Đấy. Akai PF10 công suất 3 cho nó lội trở 8 ohm. Và giá là 4.300.000 đồng đôi này. Lật cái bát lên cho anh bát nào. Cầm bát rồi, một cái bát lên được. Đấy, này bụi thôi. Chuyện nào này hết. Ok. Cái nội tẩm dầu 2 ngấn. Nhìn cái vành này đánh quả bát quá uy tín luôn các bạn. Bác chủ mua đôi này là nhà em là được 5.5 rồi đấy. Đặt vào. Đấy, hàng nhà em thì bác trừ khi các bác nào đánh quá mà các bác thế nào thôi, còn đâu nhà chơi không giữ gìn tí, còn đâu cứ như những bác mà hôm nay em thâu toàn là hàng Hiếu Minh dùng được 5.5 rồi. Đôi này thì mới hơn này. Đôi này mà dùng thì ngắn hơn vì lô này em mới về từ năm từ đầu năm. Còn cái đôi này thì là bác dùng được 5.5 rồi. Quả tử to thế. Đấy. Thằng bãi đến ngưỡng rồi, không thể rẻ hơn được nữa. 4.3 đôi này nhá. Bắt 25, anh em có nhu cầu mua sắm sản phẩm âm thanh thì liên hệ em, và có nhu cầu nâng cấp trải nghiệm những sản phẩm âm thanh. Nhà em thì về rất nhiều lô loa thì liên hệ đơn vị mình để hỗ trợ nâng cấp, nâng đời, trải nghiệm những sản phẩm âm thanh chất lượng cao. Và xin ái chào tạm biệt bác nhá.